teenager. Charlotte George, cái nhỏ tên này nó trông như là một thanh thiếu niên bình thường, nhưng mà cô ấy gì đây? Is far from average. Được chưa? Đó thì có far from average là gì các bạn? Average đó chính trung bình. Được chưa? Đó, far from thì còn hơn thế nữa. Được chưa? Far from là còn hơn thế nữa. Còn hơn là cái kiểu như là hơn là một người bình thường. Được chưa mấy đứa? Đó, bởi vì câu trước đó nó nói là gì đây? Trông như là một thanh thiếu niên bình thường, nhưng mà cô ấy hơn cái sự bình thường đó. Được chưa các bạn? Far from hơn cái sự bình thường đó. Được chưa? Cô ấy có một giọng hát tuyệt vời. Được chưa các bạn nhớ? Amazing voice. Được chưa? Nếu mà các bạn mà coi cái bài unit 1 và thầy mới gửi các bạn sáng nay á, thì nó sẽ có she has an chấm 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 voice, thì buộc là phải chọn amazing chứ thầy không chọn excellent. Excellent cũng được. Được chưa? Đó. Rồi, câu tiếp theo. Her fan stands in queues. Được các bạn? Her fan stands in queue là xếp hàng. Mà những queue là chính là xếp hàng, và có cụm stand in queue là đứng theo hàng. Được chưa? Đứng theo nhiều hàng, hàng giờ đồng hồ để gì đây? Để mua vé cho những cái buổi trình diễn của cô ấy. Và cô ấy often on television, cô ấy thường ở trên TV. Được chưa? Charlotte singing, được chưa? Là cái sự nghiệp ca hát của Charlotte. Được chưa? Câu số 2 là sự nghiệp, ta chọn thầy yêu career, quá đơn giản, được chưa? Ok, sự nghiệp ca hát ta chọn career luôn ha các bạn. Rồi, bắt đầu khi mà cô ấy trình diễn trên một cái truyền hình, một cái show TV, ở chưa? Ở độ tuổi 11. Được chưa? The head of a record company. Được chưa? Cái người mà đứng đầu, head không phải là cái đầu nữa, là người đứng đầu cái công ty record, kiểu như công ty phát nhạc, công ty gọi là sản xuất âm nhạc đó mấy đứa. Công ty đĩa nhạc. Để cho dịch là công ty đĩa nhạc, người đứng đầu của công ty đĩa nhạc rất là ấn tượng bởi cái giọng hát của cô ấy, cho nên thầy dạy các bạn rồi, so cộng tính từ cộng dash rất gì đó đến nỗi mà, hoặc là rất gì đó cho nên, được chưa, rất là ấn tượng bởi giọng hát của cô ấy, cho nên anh ấy đã gì đó on the spot, cho nên anh ấy đã gì đây rolled up hả, signed up, made up hay là picked up, được chưa, anh ấy đã gì đây, anh ấy đã gì đây, anh ấy là gì mấy đứa, anh ấy đã chọn cô ấy ngay lập tức. Thì chọn gì? Picked her up on the spot. Các bạn có biết cầm on the spot là gì? On the spot là liền, ngay lập tức. Được chưa? Liền ngay lập tức thầy có gì? Immediately hoặc là gì? Hồi bữa thầy dạy các bạn at once là ngay lập tức. Được chưa? Đó, on the spot là ngay lập tức. Được chưa? So ví dụ thầy nói hey, give me the answer on the spot. Được chưa? Cho tôi câu trả lời ngay lập tức đi. Liền ngay lập tức. Được chưa? At once. Sau bữa thầy dạy cho các bạn những cái bài mà đảo ngữ. À đúng rồi, nó đảo ngữ thì các bạn vui lòng coi thầy những phần đảo ngữ. Not only thì chỉ dạy ví dụ như là những cái mà là gì, not until, được chưa, rồi còn gì, only when, only after, được chưa, rồi sau đó còn no sooner than, rồi này nó kiểu nhưng thầy nghĩ những phần đó là mấy đứa đã rành rồi đúng không? Đó rồi là đã ấn tượng cho nên anh ấy đã cái đây đã chọn cô ấy ngay lập tức, được chưa, và cái album của cô ấy rose to number one in the charts là vươn lên, gọi vươn lên cái bảng xếp hạng, được chưa, vươn lên cái number one là gì, vươn lên cái gọi là cái hạng đầu tiên ở trên bảng xếp hạng, được chưa đó, charts đó chính là cái danh từ là gì, bảng xếp hạng âm nhạc đó đứa, được chưa, đó ok ha. Tiếp tục roll là vươn lên các bạn, thôi thầy đúng rồi, thầy không dịch là tăng nữa, rise to, quá khứ là rose, rise to thì đó là gì, đó chính là vươn lên, rise to, được chưa. Rồi Charlotte vẫn đi học ở trường ở quê hương của ấy khi mà cô ấy có khả năng, được chưa, attend school, được chưa, đề thi nó ra thì chấm 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 thì chọn attend school, được chưa, chấm 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 she is often away on tour for weeks at a time, một cái gì là đi học, một cái là thường phải đi lưu diễn hàng tuần cùng một lúc, được chưa, thì rõ ràng hai cái vế này như nào, hai cái vế này như mấy đứa, mình có mặc dù hào, không thể dùng although, không thể dùng for, thì chắc chắn phải dùng however, quá đơn giản ha. Tuy nhiên, được chưa, cô ấy như là she doesn't miss out on lessons. Mặc dù vậy, được chưa? Mặc dù vậy thì cô ấy cũng vẫn không bị lỡ bất kỳ bài học nào, được chưa? Bởi vì cô ấy take her old tutor with her. Bởi vì cô ấy dắt theo cái gì đấy, tutor thầy dạy rồi, đó chính là gia sư bên cạnh cô ấy. Được chưa bạn? Although thì mặc dù nè. Một cái đầu tiên là tuy nhiên, còn phía sau là mặc dù. Tuy nhiên cô ấy phải đi đi tour hàng tuần cùng một lúc. Được chưa? Nhưng mà sau đó thì lại ở đây không bỏ lỡ bởi vì có gì đây, có tutor bên cạnh. Để thi ra chấm chấm thì chọn because. Được chưa? She gì đó 3 hours every morning with him. Được chưa? Cái này quá đơn giản. She gì đấy. Không thể she text được. Phải là she gì đấy. She spends. Cô ấy dành 3 tiếng hàng ngày với anh ấy. Được chưa? Bữa thì các bạn so spend thì động từ phải thêm in, nhưng mà cái này không có thêm in thì thôi. Cái này không có động từ thì khỏi thêm in. Là cô ấy dành 3 tiếng hàng ngày. Còn utilize gì đó chính là tận dụng.
thì các bạn utilize là các bạn bỏ s đi, tận dụng được chưa, utilize y chang như là use nhưng mà cái này nó dịch hay hơn là tận dụng chứ thầy sử dụng được chưa, tận dụng hoặc là sử dụng cũng được không sao, được chưa, utilize đồng nghĩa với gì, đồng nghĩa với cụm đó chính là take advantage of hoặc là make the use of thôi, được chưa, đó thì phải chọn câu spend được chưa. Rồi her exam result in all the gì đấy, cái kết quả kỳ thi của ấy trong tất cả những môn học cô ấy học rất là gì đấy, rất là ấn tượng, được chưa. Nguyên cái này là một cái cụm, là một cái gọi là chủ ngữ này, được chưa, là tất cả cái kết những cái kết quả cô ấy học trong tất cả những cái môn học mà cô ấy học thì chọn gì, đó chính là từ materials đơn giản vậy thôi, được chưa. Title là cái gì, cái tiêu đề, được chưa, hoặc là danh hiệu, các bạn nhớ title ngoài cái tiêu đề nó còn mang nghĩa là danh hiệu, thầy dạy chưa, thầy dạy rồi, title cái danh hiệu, cái tiêu đề thì ai cũng biết rồi, được chưa. Lesson bài học nhưng phải còn môn học subjects, đơn giản hơn các bạn. Materials là gì, tài liệu, ổn ha. Rồi tiếp tục, impressive đó chính là gì, impressive đó chính là tính từ, được chưa, đây là một mô tả một cái trạng thái, một cái tính chất của ai đó hay là một vật gì đó, được chưa. Còn impress là mình bị ấn tượng, ok ha. Rồi nhưng mà but how does she, how does she đây, how does she with thì chọn gì, how does she cope with, quá đơn giản, được chưa. À, nhưng mà bởi vì đây là câu hỏi cho nên bởi vì đặt câu hỏi ủa tại she, nhưng mà tại sao cope with mẹ, bởi vì đây là câu hỏi có đơn rồi, được chưa. Nhưng mà bằng cách nào mà cô ấy có thể xử lý hoặc đối phó với một cái cuộc sống bất thường đến như vậy, được chưa. Thì có this unusual way of life là gì, đó chính là cái đời sống, cái cách sống bất thường. Thì có unusual là bất thường, usual là thường đúng không, thì un cái là bất thường, được chưa. Thì thầy còn phải cope with, được chưa? Đó, các bạn nhớ cope with đồng nghĩa với gì? Cả mớ luôn nè. Deal with, được chưa? Hoặc là gì? Hoặc là handle. Ủa các bạn, mà handle là không có handle with nha, được chưa? Đó, ok. Còn ví dụ như thầy có adjust gì mấy đứa? Adjust gì? Quá đơn giản, điều chỉnh, cái lớp mình chứ không biết rồi, được chưa? Adjust là điều chỉnh. Còn bear đồng nghĩa với tolerate mang nghĩa là gì? Bear đồng nghĩa với tolerate mang nghĩa là gì mấy đứa? Là gì? Nói, nãy giờ thầy nói rồi, chịu đựng, đồng nghĩa với cụm phrasal verb nào, put gì? Ờ, put up with, quá đơn giản, được chưa? Ai quên thì biết vào, có chữ bear là các bạn chưa nhớ thì thôi, thì biết lại thì bear là chịu đựng đó, được chưa? Và thở cụm bear in mind, đúng các bạn, có một cái idiom bear in mind là ghi nhớ rằng, được chưa các bạn, bear in mind, ghi nhớ rằng, chắc ai cũng biết rồi, đúng không? Lớp mình thì quá đơn giản rồi. She ... she has the same friends as before, được chưa? Cô ấy bộc bạch rằng, đúng không? Hoặc là cô ấy complain hay là cô ấy khăng khăng rằng, được chưa? Thì câu này phải chọn gì mấy đứa? Nhưng mà phải đọc câu tiếp theo để mình phân tích, được chưa? Cô ấy gì rằng là cô ấy là có một số bạn, chỉ có một những người bạn y chang như là hồi trước, được chưa? Điều đó nó có thể đúng, đề thi ra nó chấm, chọn phải chọn gì đó, tại điều đó có thể trúng, nhưng mà cô ấy không còn phải đi vào đây, cô ấy không còn phải đi chơi ở trong thành phố với họ, bởi vì mọi người stop her thì sẽ chặn cô ấy lại ở cái đường xá để hỏi cô ấy, được chưa? Xin cô ấy cái gì đó, đúng không? Đợi thầy xíu. Vậy câu này câu số 8 mấy đứa chọn gì? Mấy đứa chọn chắc chắn là mấy đứa gọi là mình chọn gì đây? Mình chọn gì đây? Suy gì đấy? Mấy đoán thử đây. Cô ấy Dina là gì? Dina là gì mấy đứa? Phủ nhận. Cô ấy phủ nhận rằng là cô ấy gì đây? Vẫn có sự vẫn gọi là vẫn có đám bạn chơi chung. Được chưa? Tiếp theo cô ấy từ chối. Cô ấy khăng khăng hay là cô ấy phàn nàn? Được chưa? Đó, thì câu này chọn gì? Điều đó có thể đúng, nhưng mà cô ấy không còn đi vào thành phố với họ nữa, được chưa? Bởi vì mọi người sẽ dừng cô ấy lại, được chưa? Ngăn cô ấy lại để xin cái gì đó, được chưa? Thì câu này chọn gì? Câu C. Câu C. Có bạn nào có đáp án khác không? Câu D. Câu D. Cô ấy phàn nàn. Phàn nàn là vẫn giữ đám bạn. À, được chưa? Hay là phủ nhận hay là từ chối. Bạn nào có đáp án khác không? Thì câu này thầy nghĩ là phải chọn insist. Cô ấy khăng khăng, cô ấy nói rằng, được chưa mấy đứa? Đó, she insists that she has the same friends as before, được chưa bạn? Đó, ok ha. Cô ấy khăng khăng nói rằng, ổn ha. Rồi, điều đó có thể là đúng, nhưng mà cô ấy không còn đi vào. Chứ mấy đứa không thể cô ấy phủ nhận. Tại sao là phủ nhận? Cô ấy phủ nhận là cô ấy vẫn giữ cái đám bạn như là hồi trước. Điều đó có thể đúng, nhưng mà sao phủ nhận? Thì vẫn còn chơi mà, đúng không? Cứ khăng khăng là vẫn vẫn có, sao mà phàn nàn được?
Được chứ? Rồi tiếp tục, điều đó đúng, nhưng mà ngồi mọi người trên đường đường xá sẽ như nào, sẽ xin cô ấy gì đây, xin cô ấy cái gì mấy đứa, chọn gì rẹt rẹt luôn, xin cái Câu B. đúng rồi cô B, autograph hay gì, quá đơn giản là Chữ ký. đúng rồi chữ ký. Ổn các bạn. Rồi it seems that dường như rằng là hầu hết những ngôi sao đó thì cô ấy phải học cách gì đây, she must learn to gì đó, these restrictions and the lack of privacy is the price of fame. Được chưa? Là cô ấy phải học cách gì đây các bạn? Học cách gì đây? Đơn. Đúng rồi, câu D. Chịu đựng. Chịu đựng những cái gì đây? Restrictions là gì? Restriction là gì mấy đứa? Ủa xí xí. Từ từ, hồi nãy các bạn nào muốn xin vô đúng không? Mà thầy chịu chọn. Ủa các bạn nào nãy mãi xin vô không? Ơ, kêu lại đi, kêu lại đi, kêu lại đi. Kêu lại, vô lại các bạn. Ủa kêu Thư vô lại đi em. Dạ em vô rồi thầy. Ủa vậy hả? Vô rồi hả? À Ừ, em vô là. Ủa thầy vừa mới giọt vô đó hả? Thầy quên nha mấy đứa, thầy giọt xong thầy quên luôn hả? Ôi cha mà ơi. Rồi, tiếp tục là có gì đây, là chúng tôi phải restriction là gì mấy đứa, là xử gì? Xử. Xử gì? Hạn chế, được chưa? Đó, được ok. Rồi, cô ấy phải học cách gì đây? Phải học cách chịu đựng với những sự hạn chế này và cái sự thiếu ở đây, thiếu sự quyền riêng tư, privacy vậy hết rồi. Đó là cái giá của sự nổi tiếng. Được các bạn. Đó, thầy có look down on là gì mấy đứa? Look down on là gì? Look down on là gì? Là xem dạ thường, bình thường. đúng các bạn. Trái ngược với gì? Trái ngược với look up to là nể nang, được chưa? Họ là tôn trọng hay đó. Được chưa? Còn make do with từ cụm này nó chắc không ra, thôi bỏ đi. Được chưa? Đó, run out of là gì? Run out of là gì? Cạn kiệt hết. Được chưa các bạn? Đó, hết thời gian, put up with chịu đựng quá đơn giản. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Còn cái phần đọc. Thầy từ từ thầy. Ừ sao? Hỏi. Dạ cái chỗ mà material. Hả? Tại sao không chọn subtract thầy? Hồi nãy thầy chọn subtract má. Mấy giờ thầy Thầy chọn chọn subtract má? material. Nãy thầy chọn B luôn á. Ủa vậy hả? Thầy nãy thầy môn thầy kêu môn học chứ, thầy nãy thầy nói material là tài liệu. Thầy phải chọn câu D chứ. Ủa vậy nãy thầy nói chọn câu B hả? Dạ. Ồ là thầy ngáo á. Thầy ngáo á, chọn câu D nha mấy đứa. Rồi, sau này mà thầy bị bạn nào thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi nha, lâu lâu thầy hay bị ngáo vậy á. Rồi, còn bài này thì coi từ vựng nào khó không? Có chữ fanatical. Có chữ là fanatical, mình mấy đứa thấy chữ fanatical nó bắt nguồn từ gì? Chữ fan nè, fan là fan hâm mộ nè. Được chưa? Một phim mà fan hâm mộ thì là những người gọi là rất là cuồng nhiệt. Được chưa mấy đứa? Mình có thể đoán ra được. Được chưa? Thì cái bài này thầy nghĩ là từ vựng không có gì khó, cho nên là giờ làm thì cũng khá là tốn thời gian. Cho nên có từ khó, fanatical đồng nghĩa từ gì? Enthusiastic nè. Enthusiastic là gọi là nhiệt tình nhiệt huyết rồi nè. Được chưa? Bạn nóng cháy rồi nè, cho nên bài này bài dễ, cho nên thôi. Nếu mà có ra thì mày thằng nghĩ đứa nào cũng làm được. Được chưa? Rồi có từ vựng nào không? Ôn lại coi. Represent là gì? Đó chính là đại diện nè, được chưa? Có từ vựng nào ở đâu? Có từ vựng nào khó ở đâu? Considerable là đáng kể. Tính từ đáng kể hoặc là to lớn. Được chưa? Đáng kể hoặc là to lớn. Debut là gì? Đó chính là lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên ra mắt. Được chưa? Rồi, còn từ gì nữa? Honor là cái vinh dự nè, vậy hết rồi. Là soccer pitch là vậy mấy đứa rồi, soccer pitch, được chưa? Đó. Đó chính là cái sân sân cỏ này, headline là cái tiêu đề của bài tờ báo nè, được chưa? Rồi, concern là mình quan tâm nè, là become là gì? Đã không còn interest of gì, là không còn những cái sự những cái thích thú về sân cỏ nữa và hiếm khi xuất hiện trên gì đây, những cái tiêu đề. Được chưa? Đó rồi, cho nên ông ấy đặc biệt là chỉ chú ý đến cái gì, hôn nhân và con cái, được chưa, và thành lập cái gì đấy? Cái gọi là cái academy đó, gọi là cái học viện bóng đá riêng của anh ấy, được chưa, ở ở Los Angeles and London, được chưa, là anh ấy đã được đặt tên he was named a judge for the British, mấy cái từ này dễ hết rồi đó, cho nên là thôi ambassador là đại sứ, được chưa. Thì câu này chọn gì đâu, câu A chọn gì? The life and career of David Beckham thôi. Được chưa? Bởi vì cái này chỉ nói về ổng thôi. Được chưa? Đó, rồi đơn giản. Rồi, cái phần đọc này để thầy coi nó dài quá, chắc nó không gà quá. Phần đọc này thầy nghĩ là từ vựng cũng khá là đơn giản. Được chưa? Để tí nữa tối thầy còn thời gian thì thầy sẽ gửi gửi bài sử với mấy đứa, bởi vì hình như thầy nghĩ trên mạng nó đã có gọi là hướng dẫn kỹ lưỡng mấy đứa.
Tí nữa thầy gọi là tìm lùm nhặt rồi thầy sẽ gửi cho mấy đứa coi nha. Chắc trên mạng là nó đã có rồi đó. Bởi những bài này thầy toàn lấy trên mạng không ạ. Tại sao thầy lấy mạng? Bởi vì kiểu như là tăng khả năng để mấy đứa trúng đề. Hiện tại là cái này để tập trung để mấy đứa kiếm điểm đến trường thôi. Còn mấy cái mà để sau này thi đại học á thì thầy sẽ lấy tài liệu trong sách để cho khả năng mấy đứa trúng đề cũng khá là cao. Được chưa? Rồi xử lý những cái bài này. Hình như bài này thầy sửa hết đúng không? Thầy sửa hết chưa mấy đứa? Thầy sửa hết chưa? Cái bài này nè, sửa hết rồi đúng không? Nè, câu D này chọn không được, chọn grab attention thể chọn câu sai bởi vì attention không có in nè. Được chưa? A third phải là gì? A third bởi vì a third là 1/3 chứ không là the third. Được chưa? Còn câu này quá là dễ. Được chưa? Còn câu này cũng dễ. Cái này là câu mấy đứa thấy quen quen không trong cái bài kiểm tra 15 phút nè, được chưa? Đó. Rồi, câu này keep in touch xong rồi keep in the touch, keep in touch thôi. Và cuối cùng là gì? Making good use of. Ok ha. Và những bài này thầy sửa luôn đúng không? Thầy sửa hết chưa? Sửa hết rồi. Ai mà chưa có thì là nó liên hệ thầy để thầy gửi video. Được chưa? Bởi vì thầy dạy hết rồi. Và những bài những thầy nghĩ có ba câu này mấy đứa làm cũng được hết. Dễ ẹt. Rồi dưới hai cũng xử lý hết rồi. Giờ coi những cái bài nào. Cái này cũng dạy hết rồi đúng không mấy đứa? Dạy hết rồi nè. Cái phần này thầy đã sửa chưa? Thầy đã sửa chưa? Có chỗ nào thầy chưa sửa không mấy đứa? Dạ sửa chưa? Sửa chưa? Sửa chưa? Nói Hiếu sửa chưa xíu? Thầy sửa chưa Hiếu? Dạ cái bài này có bài sửa rồi thầy ơi. À, bài có bài sửa rồi đúng không? Đó có bài sửa rồi. Sửa rồi. Rồi những cái bài này để thầy coi cái phần nào mà nó gọi là nó có xác suất ra thì thầy sẽ dứt nó luôn. Để coi thầy coi. Câu số 1. Câu số 1 mấy đứa chọn gì đấy? Thầy thấy là ở trong này có một cái số câu mà trên trường mấy đứa cũng cho ra ấy nha. Câu này mấy đứa chọn gì? Câu này thì thầy coi chọn gì đây? Câu này chắc chọn for example rồi. Được chưa? Bởi vì thầy sẽ không nói chữ for example đúng cuối câu, nó phải đứng đầu câu như đó. Mình phải sử dụng chữ such as. For example phải đứng đầu câu. Được chưa? Đó, phải dùng chữ such as. Ổn ha. Rồi. Câu 36 bỏ đi, nó không có ra đâu. Câu 37 nè, sai gì mấy đứa? Câu 37 sai chỗ nào? Sai chỗ nào mấy đứa? Câu 37 sai chỗ nào? Rồi other, được chưa? Other nó phải đứng một mình, nó phải đứng cuối cùng. Được chưa? À, không không nhớ phải đứng cuối cùng, cái này này other nó là danh từ rồi, những cái khác. Được chưa bạn? Đó thì cái này phải còn một tính từ thì bỏ s đi. Được chưa? Strong city planning đó chính là kiểu như là kế hoạch quy hoạch thành phố mà nó gọi là tốt á thì nó sẽ thiết thực, nó sẽ gọi là quan trọng trong cái việc quản lý những cái này. Được chưa? Và những cái khó khăn khác khi mà về cái đô thị của thế giới, những khu vực đô thị as the worst urban areas where ủa cái câu này là gì trời? Để thầy coi phân tích tôi coi câu này chắc bị thiếu tùm lum rồi. And other difficulties as others. À, câu này nó bị sai về ngữ pháp rồi mới được, bị sai về ngữ pháp rồi. Được chưa? Cho nên cái này bị thiếu tùm lum tùm la rồi, cho nên sai là sai khúc này nè. Được chưa? Rồi câu số 38 là trên trường mấy đứa cũng sửa luôn rồi. Sai là sai chỗ nào đấy? Đúng rồi, because of. Được chưa? Bởi vì đây là một cái vế rồi, cho nên phải là because thôi. Được chưa? Đó thì câu này là gì? À, bởi do là đô thị hóa vẫn còn tiếp tục. Được chưa? Không chỉ là infrastructure là gì mới được, infrastructure là cái gì? Cơ gì? Cơ sở hạ tầng. Đúng rồi, cơ sở hạ tầng. Còn cơ sở vật chất là gì? Phơ gì? Facility. Được chưa? Cơ sở facility. Được chưa? Đây là không chỉ là cơ sở hạ tầng cho co gọi là y tế mà còn là những cái dịch vụ xã hội khác trong thành phố cần phải được dây, cần phải được cải thiện. Nhưng mà tại sao chữ nít lại thêm yên mấy đứa? Giải thích là coi dễ ẹt luôn, tại sao nít lại thêm yên? Tại sao nít thêm yên các bạn đã biết không? Ủa không biết hả? Ủa chưa biết vụ này luôn hả? Ui Trang có biết cái vụ này không Trang? Tại sao nít cái khúc này đã thêm yên có biết không em? Hả? Sao sao? Tại sao thêm yên biết không? Tại sao thêm yên có biết không? Ấy là từ improving là thêm in á Ừ tại sao thêm yên ạ? Dạ không. không biết hả? Ồ lớp mình chưa biết cái này hả ta? Ồ vậy Ủa thôi bị thôi. động hả? Đúng rồi, bị động, đúng rồi, đơn giản. Được chưa? Các bạn nhớ need nó bị động nó sẽ có hai cách y chang nhau, một là need to be cộng verb 3 và cái thứ hai là need cộng verb in. Được chưa? Need cộng verb in. Được chưa? Các bạn thì ô need thì động từ và có to nhưng mà đây là phải còn phải được bị động.
được mấy đứa đó. Cho nên một là phải còn need to be improved, hai là need improving. Nhưng mà cái này là chủ ngữ số nhiều, bởi vì other social services là chủ ngữ số nhiều rồi, cho nên là phải còn không còn động từ nguyên mẫu, được chưa mấy đứa? Đó, hiểu chưa? Đó thì các bạn biết là need to be cộng động từ của ba và need cộng động thêm in, cái này là bị động, ok ha. Rồi câu tiếp theo, chọn cái gì đây mấy đứa ơi? Be used. Tại sao be used? Be used thì sửa lại thành gì thôi? Used thôi, quá đơn giản, được chứ các bạn? Bởi vì cái này bị động làm gì? Là chính phủ là nên sử dụng cái nguồn lực gọi là cái nguồn lực quốc dân một cách gì đây? Một cách hiệu quả hơn, nhằm gì đấy? Nhằm gì các bạn? Meet the needs mấy đứa, dịch câu nó sẽ hay là dịch như thế nào mấy đứa? Dùng để làm gì đấy? Vậy rồi. Cái gì đó nhu cầu, meet the needs là gì? Đúng rồi, đáp ứng nhu cầu, được chưa? Đáp ứng nhu cầu cho gì? Dân số ngày càng tăng nhanh, được chưa các bạn? Đó rồi, câu số 40 chọn cái gì đây? Câu số 40 chọn đây, coi 40 nó có khả năng ra không? Câu này thôi, nó không ra đâu, bỏ đi mấy đứa. Overpopulation is a desired condition where the number of existing human population. Rồi câu này cũng ra đâu. Rồi câu số 42 nè, có thể ra nè. Câu số 42. Chọn gì mấy đứa? Dễ, cái này liên quan tới ngữ pháp nha, những cái này là những bài liên quan tới ngữ pháp. Chọn gì? Chọn gì? Dễ, dễ liên quan tới ngữ pháp nha. Listing thật sự là thành gì Hiếu? Bị động này. Bị động, được chưa? Quá đơn giản, được chưa? Thì biết vậy, nhưng mà cụ thể của nó có phải bị động không? Phải gọi cái gì bị động nữa em? Phải là cái gì? Phải là gì? Rút gọn mình đề, nhưng mà ở trong cái bị động, được chưa mấy đứa? Đây cái này rút gọn mình đề bị động, được chưa? Thầy dạy các bạn rút gọn mình đề ở phòng bị động rồi, được chưa? Rồi cái số tiền vay á thì nó sẽ không có lãi. Cái điều này đồng nghĩa là bạn chỉ còn trả cái phí mà nó được hiển thị ở trên website, mà nó được liệt kê ở trên website, được chưa? Mà nó được liệt kê thì cái này rút gọn mình đề, nhưng mà ở thể bị động, được chưa? Mà không còn phải gọi là thanh toán, không còn phải không còn trả thêm, được chưa? Đó, ổn không các bạn? Rồi câu 43 sai chỗ nào? 43 sai chỗ nào? Right thì sửa lại thành gì mấy đứa? Ta đổ lại thành gì? Bạn nào đoạn đổ lại thành gì? Nói thử nghe thầy coi. Nói đổ lại thành gì? Nãy nghe đúng rồi á, nói lại. Yeah, reason. Tại sao đổ lên reason? Yeah, động từ bất quy tắc. Động từ bất quy tắc, đơn giản thôi. Được chưa? Nhưng mà không phải động từ bất quy tắc em, người ta bị sử dụng lộn sai lộn từ rồi đó. Người ta hay lộn giữa chữ raise và chữ gì? Và chữ rise. Được chưa? Đó, các bạn nhớ raise quá khứ và cục 3 của nó vẫn là thì con thêm đề. Để chơi còn rise thì phải sử dụng quá khứ là rose. Để chơi và cục 3 của nó là reason. Được chưa đó? Đó, cho nên câu này raise phải đổ lại thành reason như thế này. Được chưa? Ok ha. Rồi. Kịp không các bạn, hiểu không? Raise là có gì? Raise a child là nuôi một đứa trẻ nè. Được chưa? Hoặc là raise a family là xây dựng một gia đình, nuôi một gia đình nè. Hoặc là raise a question là đưa ra câu hỏi. Được, các bạn raise a question thầy dạy các bạn rồi. Được chưa? Đó, đưa ra câu hỏi. Hoặc giơ tay lên, raise your hand. Nói được, hoặc là raise the flag là giơ cao ngọn cờ. Được chưa mấy đứa? Raise the flag, ví dụ mà gọi là chào cờ, kéo cờ này, thầy dùng chữ raise là nó từ từ nó dâng cao lên. Hiểu chưa mấy đứa? Đó, ổn ha. Rồi tiếp tục câu số 44 sai chỗ nào đây ta? Có bạn nào khác nãy giờ có mình tiên nói không vậy? Nó khác thì thầy mời gọi là Bảo Trân thử coi.
Bảo Trấn. Dạ. Sao sao chỗ nào nãy giờ có mình có một bạn nói à? Dạ, em nghĩ là cái cuối cùng. Cái cuối cùng, tại sao là cái cuối cùng? Thầy sửa lại như nào thôi, đơn giản. Suggested his patient như nào? Thêm in nha thầy. Thêm biên làm gì em? Chờ đây là câu gì đây mà thêm biên có suggest đây là cái câu gì rồi? Em lộn nguyên mẫu thầy. Nguyên mẫu, được chưa? Đó, asthma là cái bệnh gì mấy đứa hình như thầy nhớ không làm thì đó là bệnh hen suyễn đúng không? Thầy nhớ không làm thì như vậy. Mấy cái bệnh này đúng rồi, thầy nghĩ chắc hen suyễn đó. Được chưa? Là do gì đây? Đó chính là cái gọi là mình hay thầy có heart attack gì mấy đứa, đó chính là nhồi máu cơ tim. Còn đây là cơn hen suyễn mà nó nặng. Để chưa do cơn hen suyễn nó kiểu nó tấn công mà gọi là bất ngờ đó, nặng đó, thì người bác sĩ đây đó chính là suggest là cái người bệnh nhân là phải nên dừng hút thuốc. Được chưa? Rồi, câu số 45 sai chỗ nào đây? Câu số 45 là gì? Sai, em coi thử coi. Cái này thầy nói luôn đó chính là nó liên quan về ngữ pháp luôn. Rồi thầy có status không phải là gọi là cái tâm trạng gì rồi trên Facebook đi mấy đứa. Được chưa? Status không phải là cái dòng trạng thái đâu nha. Được chưa? Status nó đang là cái địa vị hoặc là cái thân thế đó các bạn, hoặc thân phận. Thầy dịch là địa vị đi, status địa vị. Được chưa? Hoặc là cấp bậc cũng được. Được chưa? Thầy dịch là địa vị hoặc cấp bậc. Được chưa? Thôi dịch là địa vị đi. Cải thiện cái địa vị hoặc là cái vị trí đứng của người phụ nữ. Được chưa? Thông qua cái increasing access, thông qua cái quyền mà được sử dụng ngày càng tăng, được chưa, của gì đây? Của những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, được chưa, nó đã ảnh hưởng đến gì đây, nó xu hướng di cư và đô thị hóa. Thì câu này sai sai chỗ nào, suy nghĩ thử coi, suy nghĩ thử coi. Cái chọn gì? Increasing, tại sao em chọn increasing thì sửa lại như nào ta? Em nghĩ là increase. Increase thêm ED hả? Increase ED đúng không? Đó là ý kiến của bạn nào đó? Bạn nam, bạn 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 Nhật hay là bạn bạn Bình? Công hiếu này. Công hiếu à? Rồi, thì, nhờ Bình chọn câu gì Bình? Bình chọn câu gì? Câu này phân vân với thầy Ừ, không? phân vân thì cứ thử ý. Thử ý, thử ý. Thì thôi chắc chọn increase thầy. Rồi, increase cũng bao nhiêu hiếu luôn hả? Nhật thì như nào? Nhật thì như nào ta? Dạ, cũng đó nè. Cũng giống vậy hả? Rồi, các bạn nào có ý kiến khác không? Dạ, em nghĩ là affecting đó thầy. Rồi, ở phát tin nó bị tào lao nè. Rồi chưa, nó liên quan tới ngữ pháp. Thằng kêu là liên quan tới ngữ pháp mà không liên quan tới từ vựng. Được chưa? Thì affecting nó phải sửa lại thành gì? Đó chính là thêm s. Được các bạn. Affect thôi. Được chưa? Thì câu này thẳng là gì? Nguyên cái này cái chủ ngữ là cái nào? Là nguyên cái này chủ ngữ nè. Được chưa? Phải phân tích kỹ lắm đứa. Là cải thiện cái vị trí đứng của người phụ nữ thông qua qua cái gì đây? Qua cái quyền thầy dạy các bạn access to là gì? Cái quyền được truy cập, cái quyền được sử dụng ngày càng tăng. Tại vì nó ngày càng tăng là increasing rồi, ngày càng tăng. Để cho cái quyền sử dụng như đây, cái sự quyền sử dụng những cái trung tâm sức khỏe sinh sản. Các bạn nhớ reproductive là sinh sản, thuộc về sinh sản đó các bạn. Được chưa? Bởi vì access đi theo giới từ là tu. Được chưa? Đó, cái trung tâm sức khỏe về sinh sản nó đã ở đây, nó đã ảnh hưởng. Được chưa? Một là thầy dùng hiện tại hoàn thành, thầy dùng has affected, cái này thôi thầy chuyển đổi thành hiện tại hoàn thành em nữa. Bởi vì cái này nguyên cái này là chủ ngữ x, là cái này chủ ngữ nè. Được chưa? Và cái này phải dùng hiện tại hoàn thành là phải dùng has affected. Nó đã ảnh hưởng tới gì? Những cái xu hướng đô thị hóa và xu hướng về di cư. Được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì là kiểu như là ở nông thôn thì làm sao có những cái gọi là trung tâm y tế cho những người phụ nữ này nọ, kiểu làm gì có. Cho nên ở những cái vùng đô thị, những cái vùng gọi là ở như Sài Gòn đi, đơn cử là Sài Gòn thôi. Được chưa? Là người ta dần dần người ta tăng cường hoặc là người ta xây dựng nên những cái trung tâm cho người phụ nữ này ở kiểu, thì rõ ràng là đó là những cái lợi ích, cho nên là những người phụ nữ ở vùng nông thôn dần dần người ta chuyển đến. Hiểu quá đơn giản. Được chưa nữa? Đó cho nên nó đã là ảnh hưởng tới cái xu hướng di cư và đô thị hóa là như vậy. Ổn ha. Rồi, câu số 46 chọn gì đây? 46 chọn gì mấy đứa? Bốn xéo chọn gì?
Available, rõ ràng, quá đơn giản thì sửa lại thành gì em? Đúng rồi, quá đơn giản ha. Đó, poor air and water quality. Đó chứ là chất gọi như là không khí gọi là không ô nhiễm nè, và chất lượng nước cũng ô nhiễm, hoặc là chất lượng nước kém nè. Được chưa? Và như đây kiểu như là sự không có sẵn của nước đầy đủ. Insufficient là gì? Là không đủ thôi vậy chứ. Vậy rồi. Được chưa? Là sự có mặt là kiểu như là nước có sẵn đó mấy đứa, nước có sẵn. Được chưa? Và high energy consumption là gì? Đó chính là sự tiêu thụ năng lượng cao. Nó chính là gì? Are exacerbated. Được chưa? By demands of urban environment. Được chưa? Thầy có chữ demand đang nghĩa là gì mấy đứa? Demand thầy giải biết bao nhiêu lần rồi. Được chưa? Và thêm một học từ vựng mới chữ exacerbate. Đây là một từ nó rất là gọi là chuyên ngành mấy đứa. Được chưa? Cái từ này nó thôi sau này thầy dạy sau đi. Hiện tại con nhớ đơn mang máng là gì? Đó là làm trầm trọng thêm. Được chưa? Kiểu như là làm nặng nề thêm. Được chưa mấy đứa? Đó, làm nặng nề thêm, làm trầm trọng thêm. Được chưa? Gây thêm áp lực này nọ kiểu. Được chưa? Thì nguyên những cái vấn đề này thì nó ngày càng làm gọi là nó bị gì đây? Nó bị gây trầm trọng thêm bởi gì đây? Bởi cái demand, cái nhu cầu của gì đây? Urban environment. Được chưa? Nhu cầu của cái việc phát triển nhu cầu của những cái môi trường đô thị. Được chưa mấy đứa? Đó. Rồi, thì câu này phải chọn availability, cái này gọi là sự song hành về từ. Được các bạn? Phải nó phải song song, cái này đang danh từ thì cái này cũng phải danh từ và cái này cũng phải là danh từ. Thầy nghĩ đề thi mà mấy năm gần đây thì nó năm vừa rồi thì nó không ra, thì năm nay nó sẽ quay lại. Và câu đó là câu dễ, nhìn vô cái là biết, bởi vì mấy đứa đã có đề minh họa rồi. Được chưa mấy đứa? Rồi, tiếp tục câu số 47. Câu số 47 sai chỗ nào đây? Chọn hay ý, có số 47 sai chỗ nào? Cái đầu tiên. Tại sao cái đầu tiên? Mình phải đổi thành to start. Đúng rồi, không dụ starting with, phải là to start with, để bắt đầu với bài thuyết trình, hoặc là để bắt đầu với cái bài gì đó. To start with, chứ không được dùng to start, no, to start with, the foremost problem, cái vấn đề mà tiên quyết đầu tiên, cái vấn đề tiên quyết, được chưa? In danger, nó kiểu như là gọi là nó gây ra, nó bị gây ra bởi vấn đề gì đây? Dân số quá đông, đó chính là tắc nghẽn giao thông. Được chưa? In danger, đây là một cái động từ mang nghĩa là gây ra hoặc là sinh ra, nó y chang như là từ produce hoặc chữ generated đó mấy đứa, generate, được chưa? Đó, nhưng mà thường cái này nó là tiêu cực mấy đứa, in danger, được chưa? Đó là sinh ra, gây ra hoặc là gây hại. Được chưa? Gây ra nó y chang là chữ cause, dùng chữ cause cũng được, nhưng mà cái này nó formal cho người ta dùng chữ in danger. Được chưa đó? Đó, ok ha. Rồi, kịp hen. Thầy nói lại chữ foremost là tiên quyết đầu tiên nè. In danger, động từ bỏ ed đi, bỏ ed nó mang nghĩa là gì? Đó chính là gây ra, nó gây ra hoặc là đem lại. Được chưa? Đó, nó y chang như là sinh ra, nó y chang như là từ cause gây ra vậy đó. Rồi câu số 48 sao chỗ nào? Coi kỹ. Cái câu này cũng khá là đơn giản. Hazard main map. Chưa? Tại sao là sai chỗ nó đúng rồi? Sai đổ lại thành gì? Cái từ hazard là chuyển thành tính từ. Đúng rồi, đó phải đổ lại, quay lại vị trí thôi. Được chưa? Từ vựng vậy hết rồi. Có chữ calamity hình như là chưa vậy, nhưng mà thầy nghĩ mấy đứa cũng đoán được. Được chưa? Between the time of the plague and the 21st century. Được chưa? Giữa cái thời điểm của cái plague là cái gì mấy đứa? Là cái gì? Plague là gì? Thầy nhớ thầy dạy một lần rồi, là cái gì? Là gì? Là gì? Alo, alo. Ủa, cái play là gì? Dịch bệnh, không biết hả? Ủa, chắc là thầy lộn mấy cái lớp kia hả ta? Play là dịch bệnh, biết bảo thầy đi, play đó chính là dịch bệnh, y như chang là disease thôi. Nên chứ play là cái dịch bệnh đó. Ok ha, dịch bệnh. Tiếp tục thầy có gì đây? Calamity là những cái thiên tai. Được chứ? Natural, thay vì thầy dùng natural disaster, thầy dùng natural calamity. Biến y dài thì nó ngắn nha các bạn, cho nên là t sau đó y dài thầy, đó chính là những cái thiên tai, calamity. Ở từ vựng này thầy nhớ calamity đã xuất hiện trong đề thi đại học một năm, tìm từ đồng nghĩa calamity, thiên tai, có thể đoán được thiên tai, tai họa rồi đó mấy đứa. Ok ha, thì câu này là giữa cái thời điểm như đây, dịch bệnh và thế kỷ thứ 21, đã có hàng trăm hàng ngàn cái cuộc chiến tranh, hàng trăm hàng ngàn cuộc chiến tranh, thiên tai
được chưa? Và đây, và những cái sự nguy hiểm và những cái tầm nguy hiểm mà gì đây là do gọi là nhân tạo, được chưa? Hazards, thấy là đã bù lại, man-made hazards, được chưa? Đó, những cái sự nguy hiểm mà do con người tạo ra. Thế vậy các bạn chỉ hazard thôi, sự nguy hiểm, được chưa? Hoặc là mối nguy hại, được chưa? Những cái mối nguy là do con người tạo ra. Đó, ví dụ như là gọi là đổ sông đổ biển nè, gọi là rác thải nè, rồi gọi là thả bom nguyên tử nè, gọi là những cái man-made hazard đó, được chưa? Những cái mối nguy hiểm, những cái mối lo, được chưa? Đó, hoặc là gọi là mình sử dụng những cái gọi là bom hạt nhân này nọ kiểu đó, gọi là man-made hazard do con người tạo ra, được chưa? Rồi, giữa cái thời điểm dịch bệnh, bởi vì thầy nghĩ là cái thời điểm này là gọi là thầy nghĩ là thời điểm dịch ở châu Âu mấy đứa, dịch ở châu Âu do mấy con chuột nó gây ra đó. Đó là giữa thời điểm đó, giữa tới thế kỷ 21 á, tới giờ á, được chưa? Đó là có hàng trăm hàng ngàn chiến tranh này nọ kiểu. Rồi tiếp tục con 49, quá đơn giản, chọn rẹt rẹt cho thầy luôn nè mấy đứa, chọn gì? Đúng rồi đó. Tại sao câu gì, câu gì, câu gì, nghe nói lại câu gì? Bin. Being thì sửa lại thành gì thôi? Dạ bin. Quá đơn giản ha. Rồi nó đã được tranh cãi rằng đó chính là gì, đó chính là cái mức sống cao, được chưa, và những cái khó khăn về giao thông ngày càng gia tăng là hai trong những cái vấn đề nghiêm trọng nhất mà nó gây ra bởi cái vấn đề gì đây, dân số quá tải ở thành phố. Cái này đang gì đây, đang rút gọn mình đề mấy đứa, brought about, mà nó bị mang lại, nó bị vậy, bring about, nó đồng nghĩa với từ endanger, được chưa, nữa là mang lại nữa, gây ra nữa, được chưa bạn? Đó, mang lại gây ra gì, bring about đồng nghĩa với endanger, hoặc là đồng nghĩa với từ cause, được chưa em đứa? Đó, nắm được chưa? Rồi Phúc Viên sửa lại thành thầy coi, thầy coi, it is argued that. Để thầy coi cái này nó có phải là cái nó có phải là câu giả định không nha. À cái này đâu phải câu giả định thôi, dùng chữ R đúng rồi á. Vậy dùng chữ R thôi. Bởi vì thầy bị nhầm cái này argue. Được chưa? Chúng mình R đúng rồi. Đó. Này không phải câu giả định, đây cái này phải câu giả định. Không phải lúc nào có chữ that cũng là câu giả định nha mấy đứa. Rồi tiếp tục con số 50, chọn gì đây mấy đứa? Con số 50 khá là dễ nè. Câu số 50 chọn gì, chọn gì, chọn gì, chọn gì? Đúng rồi, have been sẽ sửa tại has been đổi lại thành gì? Đơn giản. Has Đúng rồi, qua have been. Bởi vì này chủ ngữ là có hai cái rồi, số nhiều rồi cho nên là phải thành have been. Được chưa? Đó, và như là những cái ảnh hưởng gì? Dân số quá tải và gì là ảnh hưởng tiêu cực của nó, được chưa? Nó đã là những cái mối nguy gọi là mối mối lo chính ở những cái thành phố khắp châu khắp khắp thế giới, all around the globe, được chưa? Concern là động từ, là gọi là lo lắng, được chưa? Đó, quan tâm lo lắng, còn dư còn danh từ của nó là mối lo, được chưa các bạn? Rồi kịp hả các bạn? Rồi để coi mò khúc nào mà chưa sửa thì sửa hết luôn nè. Cái phần này các bạn sửa lại là dùng chữ migrant nha mấy đứa. Hồi bữa thầy sửa thành chữ my, thật ra chữ migrator nó sử dụng cũng nó bị hạn chế, được chưa? Đó, nhưng mà thôi sử dụng chữ migrant. Tại thầy nhớ hồi trước thầy sửa một cái bài đọc của IELTS thì nó có chữ migrator, được chưa? Nhưng mà kiểm tra lại thì đúng là người ta sử dụng chữ migrant nhiều hơn. Các bạn nhớ sửa thầy ha, có nhớ thầy. Cái bài này như thầy xử lý hết rồi nè, đúng không? Xử lý hết trơn rồi. Các bạn nào mà chưa thấy chữ nó xử lý không? Hình như xử lý hết rồi mà đúng không? Phần phần speaking này cũng nói luôn rồi. Ủa Tiên ơi, dụ em nói mà kiểu như là thừa sửa với em là chữ sửa là sửa gì nữa Tiên? À, dạ không thầy, ý là em định hỏi mấy cái chỗ mà không có đáp án á, thì thầy cho cái đáp án từ ABCD á thầy. Không, không chịu. Nhưng mà thầy nghĩ là lần sau thầy sẽ gọi là rút kinh nghiệm cho mấy đứa, là kiểu như là thôi thầy cho các bạn đáp án luôn, thì cho các bạn nhiều đề các bạn làm cho nó đã. Bữa giờ mấy nay là thời gian gấp rút quá. Rồi, giờ làm bài đục lỗ này nha, bài đục lỗ này thầy nghĩ cũng khá là dễ. Rồi làm bài đục lỗ này chưa các bạn, mò mò ra thầy chưa? Mò ra chưa? Được chưa? Rồi bắt đầu làm nha. Giờ thầy mệt quá.
còn 2k nữa. Cho thầy thở chút xíu nha, rồi mấy đứa coi làm trước đi, mấy đứa làm trước đi, thầy thở cái cho thầy mệt. Uống miếng nước đây. Ủa cái bài này thầy sửa chưa ta? Thầy sửa chưa, hình như chưa mà đúng không? Ủa sửa chưa mấy đứa? Bài này cũng dễ mà đúng không? Ồ bài này cũng dễ. Rồi. Vô giúp nha. Vô rapid urbanization can, được chưa? Rồi, là gọi là đô thị hóa nhanh chóng, nó có thể gì đó. Những cái có thể gì đây? Có thể cái gì đó, cái gì lời hứa hẹn về môi trường, được chưa? Về xã hội và cái đây về kinh tế lâu dài. Được chưa? Làm cái lời hứa hẹn lâu dài về gì đây đó, được chưa? Về kinh tế, về xã hội, về môi trường, được chưa? Cho những quốc gia đang phát triển. Được chưa? Thì câu này chọn gì đó? Cái gì đấy? Mình có cụm gì đấy? Promise đoán thử coi. Thầy có cụm giữ lời hứa là từ gì, mấy đứa giữ lời hứa là gì? Là mang tính hứa hẹn gì đó. C Được chưa? hả thầy? Chọn gì đấy? Chọn. C Đúng không? Hold promise, đơn giản vậy thôi. Được chưa các bạn? Đó, được chưa? Đơn giản. Hold promise, mình có cụm gì đây? Hold promise. Được chưa? Là có tiềm năng. Mang tính hứa hẹn là nó có tiềm năng để nó phát triển mấy đứa. Được chưa? Nó có tiềm năng nó phát triển, hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi. Mang tính hứa hẹn, ta có cụm hold promise nha mấy đứa. Đó, ok ha, là nó có tiềm năng và nó có khả năng để gọi là phát triển, có khả năng nó thành công. Được chưa? Đó, có cụm hold promise. Chỗ này bình thường mấy đứa chọn care bring hả? Không có bring nha, không có, bởi vì mấy đứa coi. Nếu nó bring á thì nó phải mang lại benefits. Mang lại benefit, nhưng mà cái này nó không có mang lại lời hứa. Được chưa? Đó, không có mang lại lời hứa mấy đứa. Được chưa? Đó thì kiểu như là gì, nó có tiềm năng, thử coi cùng hold promise, được chưa? Đó chính là có tiềm năng, là có khả năng gì đó nó thành công, được chưa? Đó cho những quốc gia đang phát triển, được chưa? Đó, nó có thể này, có thể thì phải chọn gì đây, chọn câu trăm 107, chọn gì đấy, cái gì đó, cái sự đầu tư nó được gì đây, nó được tạo ra ngay bây giờ, cho gì đây, cho cơ sở hạ tầng, cho gọi là những dịch vụ nhà ở và những cái dịch vụ công cộng, nó gì đây, nó gọi là nó hiệu quả và nó bền vững, được chưa? Đây là câu điều kiện đúng không? Thì chọn gì, đơn giản, chọn gì, đúng rồi, if, quá đơn giản, được chưa? Đó thì rõ ràng hai cái vế này là như là một cái thì đây, một cái sẽ bền, một cái là gọi là nó hứa hẹn, mang tính hứa hẹn. Đối với điều kiện là gì, đó chính là phải có sự đầu tư về
cơ sở hạ tầng, về nhà ở, về dịch vụ cộng đồng nó hiệu quả và nó phải bền vững. Được chưa? Đó, ổn không? Sustainable, bền vững đây danh tính từ, còn danh từ là sustainability là cái tính bền vững. Được chưa? Và Ngân hàng Thế giới đã ở đây đã phát biểu trong một cái cuộc bài báo cáo mới đây. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha, phải dịch như vậy đó. Rồi, in the next two decades, trong trong thập kỷ trong 20 năm tiếp theo, trong hai hai thập kỷ tiếp theo, cities, những thành phố R gì đây mấy đứa, R gì đấy, R gì, B. đúng không, quá đơn giản, R predicted là điều dự kiến, thì predicted nó y chang như là expected mấy đứa, nó y chang như là expected. Nếu mà bạn nào coi cái video bữa trước của thầy thì là các bạn, thầy cho các bạn rồi, predicted y chang như expected, nó được dự kiến là sẽ mở rộng bạn by another 2 billion. Các bạn nhớ đối với trường con số thầy dùng chữ by nha, con số thầy dùng chữ by, khoảng, được chưa? Đó thì chị có thể dùng chữ khoảng cũng được, by khoảng, được chưa? Đó, by, đó. Thật ra chữ by nó không có nghĩa, nó dùng đối với trường hợp con số thôi. Được chưa? Tăng, tăng hoặc là gì đây? Tăng hoặc là mở rộng đến một cái mức độ nào đó người ta sẽ dùng chữ by. Đến một con số nào đó người ta dùng chữ by. Được chưa? Đó là cái gì? Nó được dự kiến, nó được gọi là dự đoán, nó sẽ mở rộng, được chưa? Thêm gì đấy? Thêm 2 tỷ người nữa. Được chưa? Bởi vì họ là khi, đúng không các bạn? Bởi vì con người ở đây người ta move in, người ta di chuyển đến ở một cái gì đó unprecedented, thì thầy dạy biết bao nhiêu lần rồi, là cái gì các bạn, là gì, là gì, unprecedented là gì, tính từ là gì, nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi, please, chưa từng thấy. chưa từng thấy, thì cái này chọn rẹt rẹt là gì luôn, chọn gì đơn giản, chọn gì dạ, B, đúng rồi, unprecedented number. Bởi vì tại sao dùng amount? Bởi vì amount dùng cho danh từ không đếm được. Được chưa? Thật sự amount cũng vẫn dùng cho danh từ đếm được nhưng mà đó. Được chưa? Đó, nhưng mà cái phần này thì sau này mà mấy đứa thi IELTS thì thầy sẽ nói kỹ, hiện tại cứ người đếm được á thì chọn chữ number. Được chưa? Range là gì mấy đứa? Range là gì? Là gì? Là gì? Phạm vi. Đúng rồi, phạm vi. Được chưa? Đó, hồi bữa thầy các bạn nào mà coi video ngày hôm qua thầy có wide ranging là gì? Đó là phạm vi rộng lớn. Được chưa? Phạm vi rộng lớn là nó có nhiều mặt. Được chưa? Đó, wide ranging. Đó, là nhiều phương diện hoặc là dịch nhiều phương diện. Wide ranging là gì? Phạm vi rộng lớn hoặc là nhiều phương diện. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Rồi. Sum là gì mấy đứa? Sum là cái tổng. Được chưa? Không có thể tổng được, phải là unprecedented numbers. Được chưa? Đó, bởi vì con người người ta di chuyển đến và người ta di chuyển rồi người ta chuyển đến những cái vùng đô thị đó ở mà với số lượng chưa từng thấy. Được chưa? Từ những cái gì khu đô thị, những cái vùng nghèo khổ, vùng nông thôn, để pursue là gì, để theo đuổi những cái hy vọng gì đó, những cái hy vọng và những cái aspiration, thầy nhớ thầy dạy một lần rồi đúng không? Aspiration là gì mới đó, là những cái gì, đoán ra, đoán có hope thì phải có gì, hy vọng thì phải có gì, tôi có một ước ao, tôi có một cái khát khao. Được chưa? Aspiration là khát khao, khát vọng. Được chưa mấy đứa? Aspiration, khát khao, khát vọng. Được chưa? Và nó bắt nguồn từ động từ, đó chính là từ aspire. Bắt nguồn từ động từ là aspire, đây động từ nha, đó chính là khát khao. Khát khao, khát vọng đồng nghĩa với desire, đơn giản vậy thôi. Được chưa? Aspire, danh từ của aspiration. Được chưa các bạn? Khát khao, khát vọng. Được chưa? Với khát vọng cao, theo đuổi cái khát vọng và hy vọng gì đó ở thành phố. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 9 chục. More than 90 gì đây các bạn? 90 gì đây? Percent. 90%. Được chưa? 90% nha các bạn. Khoảng hơn gì đây? 90% dân số đô thị, cái gì? Cái sự phát triển dân số đô thị nó được dự kiến nè, expected nó được dự kiến nó sẽ xảy ra. Occur là gì? Xuất hiện, xảy ra. Occur nó đồng nghĩa với happen thôi. Xảy ra in the developing world, ở những cái quốc gia mà đang phát triển, thế giới mà đang phát triển. Được chưa các bạn? Hơn 90%. Được chưa? Đó, kiểu như là vậy, 10% còn lại kiểu người ta sẽ phát triển ở nông thôn. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi, chấm chấm chấm, many cities are already struggling to provide. Thì câu này chọn gì? Hai cái vế này như thế nào đây? Đó, thì như thế nào thì chọn thầy coi. Câu số 1, 11. Where? Where? Các bạn nào chọn khác không? Chọn gì? Chọn gì? Thì con này mấy đứa có bạn nào có trả lời khác không? Hay là mình chọn which? Cái which thì nó phải khác nha, cái which phải là cái điều này, nó phải là cái vế sau, cái phía trước là nguyên nhân và vế sau phải là kết quả. Được chưa? Nếu mà dùng chữ which thì là điều này thôi nha. Hơn 90%
Tốc độ phát triển dân số ở đô thị này nó được dự kiến sẽ xảy ra ở gì, nó sẽ xuất hiện hoặc là nó sẽ gọi là diễn ra, vậy là diễn ra, nó diễn ra ở thế giới mà đang phát triển. Cái điều này nhiều thành phố đã đang chống chọi, để chưa họ để đang gọi là struggling này các bạn, kiểu như là đang gồng, đang gồng được các bạn, để đấu tranh để cung cấp cái gì đó, để chứ cái điều này hả không, nơi mà, đúng rồi, chính xác phải dùng chữ where để các bạn, nơi mà nhiều đấy, nơi mà nhiều cái many city, nhiều thành phố là đang đang gì đó bạn, đấu tranh, struggle là đang đấu tranh đó các bạn. Thầy dạy cái struggle liên đây đang trạng đang là hiện tại tiếp diễn được chứ, nhưng mà là struggle là đang đấu tranh, hoặc đang gồng mình để làm một gì đó, đang đấu tranh để cung cấp những cái gì, nhu cầu cơ bản đơn giản là gì, chọn gì mấy đứa, chọn chọn gì, chọn gì, chọn gì, ủa rét rét cậu bé, basic needs thôi, đó chỉ là nhu cầu cơ bản, basic needs, ví dụ nước nè, điện nè, giao thông nè, dịch vụ y tế nè, và gì giáo dục. Rồi report authors know that, được chưa, đó là những cái tác giả gọi là báo cáo này, những người mà viết báo cáo đó các bạn, người ta cũng đã ghi chú rằng chấm 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 new urban growth will not take gì đó in the mega cities of the world, with ví dụ như này nọ, thì gọi là that gì đấy, that chọn gì đây các bạn, em nói gì, chọn gì, Most. màu, đó chưa, tại sao chọn màu, tại sao chọn màu, tại sao chọn màu, chọn màu, vậy màu nó mang nghĩa là gì em, vậy màu nó mang nghĩa là gì, Em nghĩ là vậy thôi chứ em biết ủa vậy luôn hả, trời ơi chứ tôi vậy luôn hả, rồi các bạn nào có đáp án khác không, nghĩ à almost, almost, các bạn nào có đáp khác không, các bạn nhớ almost thì sau nó phải là gì, almost sau đó cộng tính từ được chưa, đó còn cái mô là nó danh từ nè, được chưa các bạn, đó thì các bạn phải chọn gì này, most, hầu hết, được chưa, most new urban growth là tiên là đúng rồi đó, được chưa, phải tiên không, thầy nghĩ là tiên mà đúng không, đó là những cái người mà viết báo cáo người ta đã cũng ghi chú ra rằng đó chính là gì, hầu hết cái những cái sự phát triển mới về đô thị này nó sẽ không gì đây, tech gì để quá đơn giản, tech gì, tech, tech gì ta, tech gì, tech place, đúng rồi, tech place, đơn giản được chứ các bạn, tech place, được chứ, tech place mang nghĩa là gì, tech place mang nghĩa là gì, vậy tech place mang nghĩa là gì, đúng rồi, diễn ra, nó y chang như occur đó các bạn, tech place y chang như occur được chưa, đó tech place là diễn ra, được chưa, nó sẽ không diễn ra ở những cái siêu đô thị. Mega là lớn lắm đó, mega là lớn đó, được chưa, mega city là siêu đô thị, được chưa, trên thế giới ví dụ Rio de Janeiro nè, Jakarta này, hoặc New Delhi nè, được chưa, đó chấm 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 115 chọn gì đây, chọn gì, nó sẽ không diễn ra ở những siêu đô thị được chưa, đó, chấm chấm rather in less commonly recognized secondary cities, những nơi ví dụ các kiểu này, thầy chọn gì đây, đúng rồi, nhưng mà nó sẽ but rather in less commonly recognized, nhưng mà nó sẽ diễn ra, you rather là thay vì vậy được chưa, đó thay vì thế thì nó sẽ diễn ra, nhưng mà thay vì thế nó sẽ diễn ra ở những cái gì đây, những cái thành phố cấp 2, những cái phần cái thành phố bậc 2, nó được công nhận là thường là công nhận bậc 2, kiểu như là có những cái Rio nè, hoặc là cái Jakarta, New Delhi gọi là những siêu đô thị rồi được chưa, đó gọi là nhất rồi. Vậy secondary city là người ta mở giới ngoặc kiểu như là cấp 2, mức độ 2 thôi, vẫn chưa đến mức độ nhất. Được chưa? Những nơi ví dụ Fushun ở Trung Quốc hoặc là mấy cái này khỏi không quan tâm. Được chưa? Thầy những cái bớt. Được chưa? Một cái thì một cái là không diễn ra, còn một cái nó lại diễn ra, thì rõ ràng hai vế như là trái ngược nhau thì dùng chữ bớt. Được chưa? Đó, ok. Rồi tiếp tục. Để giúp gì đây? Để giúp những cái nhà quy hoạch thành phố. Thầy có policy là gì? Giờ sao quy hoạch thành phố? Policy là gì các bạn? Chính sách. Maker là người tạo ra, thầy gì là người nhà quy hoạch. Chính sách. Được chưa? Nhà quy hoạch chính sách. Được các bạn, để giúp những cái nhà quy hoạch chính sách, được chưa, chuẩn bị và quản lý cái sự phát triển, được chưa, thì cái the report distills lessons, chữ distill này để thầy dịch một từ cho nó hay nghe, distill thì nếu mà nghĩa đen của nó mang nghĩa là chưng cất, chưng chưng cất, các bạn, distill nó mang nghĩa là chưng cất, được chưa, mà đối với trường hợp này không thể là chưng cất được, được chưa, chưng cất là mấy đứa gọi là lấy những cái mà tinh túy nhất,
đúng không? Đó thì câu này thầy sẽ dịch hay hơn, để thầy coi dịch từ nãy vừa mới nói nhớ từ này. Đó là cái từ gọi là chắt lọc mà nó gọi là chú quên rồi, quên từ này rồi, vừa mới nhớ từ rất là hay. Đó chính là gì ta? Distill lesson. Vừa mới nhớ cái từ này, thầy vừa mới từ quên mất từ này mới nữa. Tôi nhớ là có bắt đầu bằng chữ K này, thầy quên rồi. The report distills lesson. Mấy đứa giúp thầy coi, distill thầy vừa mới quên cái từ này. Có hai chữ, chữ đó đầu tiên là chữ K, tự nhiên quên rồi. Rút ra được chưa? Đó thôi thầy dịp lại đơn giản là đó chính là rút ra những cái bài học được chưa? Đó rút ra kiểu như mà mấy đứa lấy là những cái gì mà nó gọi là nó tinh túy nhất được chưa? Là để giúp những cái nhà quy hoạch chính sách chuẩn bị và quản lý cho cái sự phát triển, cái sự tăng được chưa? Grow là sự tăng này nè được chưa? Thì cái gì, cái bản báo cáo nó cũng đã rút ra những cái bài học được chưa, từ gì đây các kiểu, thì lesson gì đây bạn, lesson gì đấy, những cái bài học gì, đúc kết, đúng rồi thầy dịch từ đúc kết, đúng rồi từ đúc kết được chưa. Đó là cái bản báo cáo này nó đã đúc kết những cái bài học mà nó đã được học từ những cái bài học toàn cầu chấm 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 à, đúng rồi đúc kết, vậy là đúc kết nó sẽ hay hơn đó. Trời ơi quên quên được chưa các bạn. Đó thì câu này chọn gì, the report distills lesson như nào đấy, lessons lesson như nào, chọn ý, Ok. đúng rồi learned được chưa. À, đúc kết được những bài học đã được học từ từ gọi là từ hồi trước, từ trước tới giờ là chơi những bài học trước giờ của toàn cầu được chưa các bạn. Đó ủa xí 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 lộn 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 từ như đây, từ 12 quốc gia across all geographic region được chưa, là trong như đây suốt như đây đó, kiểu như là khắp như đây các bạn, khắp những cái vùng địa lý được chưa. Đó và những cái giai đoạn của đây urbanization là người ta đang kiểu như là người ta đang đúc kết ra những cái bài học từ gì đây, từ 12 quốc gia là người ta đã trải qua cái vụ này rồi đó, cho nên là người ta đang kiểu như là giúp những cái nhà quy hoạch thành phố ở những cái vùng khác, hiểu mấy đó đó hiểu chưa, stage là giai đoạn và sau đó dịch những cái gì đây, và dịch những cái bài học quốc tế này rồi toàn cầu này sang gì đây, sang những cái lời khuyên, những cái lời khuyên cho những cái chính sách lời khuyên thực tế thực tiễn, thì chọn gì mấy đứa, quay quá đơn giản, translate gì, translate translate đúng rồi into, quá đơn giản, translate into là dịch sang cái gì đó, translate into được chưa bạn. Đó hiểu à, mấy cái này thầy cũng hiểu lớp 12 mà học mấy cái này để làm gì đúng không, mấy đứa học mà mấy đứa cảm thấy ngán không, thầy cảm thấy ngán rất là ngán, cái này lên đại học học thiệt chứ, thầy nghĩ lên học với mức độ môi trường là được rồi, còn học về urbanization là trời ơi chi không biết nữa. Kịp không, các bạn nào chỗ nào không kịp không, practical này thực tiễn nó vậy rồi, thực tiễn thực tế nè. Rồi cái bài này mấy đứa thấy quen không, bài này mấy đứa thấy quen không, quá trời quen luôn nè, quá trời quen luôn đúng không, trong cái bài đề thi của Trân nè đúng không, trời uổng ghê. Cho nên sau này kiểu như là thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ bữa giờ tại trước giờ thầy dạy mấy đứa là thầy bị một cái là thầy ham dạy soạn để mấy đứa ôn thi đại học quá, cho nên là thầy phải rút kinh nghiệm, lần sau thầy sẽ gọi là soạn kỹ đề cho mấy đứa, soạn hết rất là nhiều đề mấy đứa, in cho mấy đứa, rồi mấy đứa cỡ nào đường nào mấy đứa kiểm tra thêm 15 phút, mấy đứa kiểm tra 1 tiếng thì đường nào cũng chín đảm bảo luôn được chưa. Đó cho nên sẽ rút kinh nghiệm cứ yên tâm. Ủa nhưng mà sang học kỳ 1 chắc cũng có sang sang cuối học kỳ 1 thì chắc cũng có gọi là một bài kiểm tra 15 phút nữa đúng không các bạn, đúng không hay là hết rồi, nói thầy nghe coi, nói còn đúng không, thầy nghĩ chắc phải còn chứ được chứ. Rồi còn cái bài này thầy nghĩ cũng khá là dễ, các bạn muốn sửa luôn không, sửa luôn không, sửa luôn không, thầy nghĩ cái phần này cũng khá là dễ nè, bây giờ sửa mấy bài đọc thì tốn thời gian quá à. Đọc đáp án thử đấy. Ừ, đáp án bây giờ thầy không có đáp án để tin thầy mò là thầy sẽ gửi đáp án nha, thầy mò là thầy gửi đáp án được chưa. Còn cái bài này thầy nghĩ nó cái gọi là cái khả năng nó ra nó cũng cao đâu được chưa, còn cái bài nào bài nào khó thì sửa luôn nè. Rồi thầy nghĩ cái bài này nó ra nè, những bài này nó xui thì nó ra nè. Cái mấy bài này trên trường mấy đứa đã dạy chưa, trên trường mấy đứa có dạy mấy bài này chưa, thầy hỏi thử coi, nó đùng đùng cái nó ra một câu cái là chơi với. Ủa học ra chưa tiếng ở trên trường mấy bài này nè, mấy mấy đứa lật sang mấy bài writing này đi, đường nào đảm bảo nó cũng ra một trong hai câu này nè, một trong mấy câu này có thể ra. Ok thì bây giờ mình sẽ thầy sửa cho mấy đứa nha. Rồi câu số 1, câu số 1 câu đầu tiên đây,
There was an upward trend in the demand for labor. For mấy đứa thầy chỉ upward là gì mấy đứa? Upward có up cái là mấy đứa tưởng tượng là nó tăng hay giảm quá. Đơn giản là nó phải tăng rồi. Được chưa? Chiều hướng đi lên. Được chưa? Thầy có upward trend là gì? Xu hướng đi lên là có một cái xu hướng đi lên trong cái nhu cầu cho lực lượng như đấy. Lực lượng lao động. Được chưa? For, dạy chưa? Dạy rồi. Lực lượng. Động từ là ép buộc. Như danh từ là lực lượng. Lực lượng nghe labor dạy luôn lao động. Được chưa? Thì rõ ràng câu này chọn gì? Quá đơn giản. Chọn gì mấy đứa? D. Đúng rồi, D. Đồ D đúng không? D hay B? Dạ cô B. Ừ, cô B hú hồn, nghe cô D cái chắc chết. Được chưa? Thì remain stable là vẫn vậy, vẫn còn ổn định. Remain stable là vẫn ổn định. Remain các mấy đứa nhớ sau remain là phải là một cái tính từ. Bởi vì remain là động từ chỉ trạng thái cho nên phải sau đó phải là một cái tính từ. Được chưa? Là vẫn ổn định. Ok ha. Rồi tiếp tục câu 19132 nè. Ủa, từ từ thôi, là B hay D? B chứ em. Còn đây là giờ gọi là vẫn vẫn ổn định mà. Được chưa? Dạ. Decline là gì? Giảm đúng không bạn? Giảm. Nhìn vô là biết upward thì tăng rồi. Được chưa? Nhưng mà là tính từ nha. Upward trend đó chính là cái xu hướng đi lên, xu hướng gia tăng. Ok ha. Rồi. Tiếp tục câu số 132 chọn gì đây mấy đứa? Plummet, trời ơi, vậy biết bao nhiêu lần rồi thì chọn câu gì đây? Yeah. À quá đơn giản. Được chưa? Thì cái đây, cái sự sản xuất công nghiệp thì nó giảm gì đây? Giảm mạnh. Giảm vô cùng giảm. Được chưa? Từ năm 90 đến năm 2000 thì chọn gì? Fell. Fell là quá khứ của fall đúng không bạn? Fell quickly. Được chưa? Rose sharply là gì các bạn? Rose sharply là gì? Là tăng gì đấy? Tăng mạnh. Các bạn nhớ sharp là mạnh đó các bạn. Được chưa? Hoặc là bén thầy dạy các bạn rồi. Nhưng mà rose sharply là gì? Đó chính là tăng mạnh. Đã tăng mạnh. Còn rose slightly thì tăng gì? Tăng gì mấy đứa? Tăng gì? Slightly là gì? Vậy rồi. Tăng nhẹ. Tăng phớt phớt. Được mấy đứa tăng nhẹ. Được chưa? Sương sương. Tăng sương sương nha mấy đứa. Được chưa? Đó, ok ha. Thì chọn plummet là giảm rồi. Được chưa? Đó, còn này tăng gì? Tăng đều. Đây, steady là tăng đều nha mấy đứa. Tăng đều. Đó, không gì tăng đều. Một buộc là mấy đứa phải biết chữ spectacular. Cái mấy đứa nên nhớ chữ spectacular đó chính là tuyệt vời đó mấy đứa. Tuyệt vời. Ví dụ thầy có oh, that's a spectacular view. Đó chính là một cái khung cảnh là tuyệt vời. Mà những cái gì mà tuyệt vời nó sẽ đỉnh 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 nó cao cao đúng không? Đó thì cứ hiểu là gì spectacular là rất là nhiều, rất là mạnh. Được chưa các bạn? Đó, ok ha, thì nhớ spectacular, đó chính là tuyệt vời, được chưa, đó. Rồi, ok ha. Tiếp tục, có chỗ nào không kịp hem. Rồi, tiếp tục nha mấy đứa, câu tiếp theo, câu tiếp theo chọn gì đấy? Rẻ gì ạ? Đó, thì cái enrollment là gì, thầy nhớ thầy dạy chưa, hình như chưa hả? Enrollment là gì mấy đứa? Enrollment là gì? Đăng ký nhập học. Đăng ký nhập học. Được các bạn, enrollment là đăng ký nhập học. Được chưa các bạn? Đó, ví dụ như là sau này thầy mở trung tâm đi. Đó thì cái enrollment nó ngày càng tăng. Được chưa các bạn? Đó chính là gọi là cái số lượng mà học viên nhận học viên. Được mấy đứa? Đó hoặc là kết nạp, thầy dịch là nếu mà đối với trường hợp khác không phải lúc nào cũng là học sinh nha mấy đứa. Hoặc là có thể kết nạp cũng được. Được chưa? Đó, kết nạp đảng ủy này là cái kiểu, được chưa? Là có cái sự giảm luôn. 5% drop. Được chưa? Drop vừa là danh từ vừa là động từ mang nghĩa là giảm. Được chưa? Có sự giảm 5% trong cái lượng học viên đăng ký, được chưa? Lượng học viên mà gọi là tuyển sinh vào đại học. Được chưa? Thì thầy dạy các bạn, drop đi theo giới từ gì? Bài. Đó, cái con số quẹt cho thầy chữ bài. Được chưa? Đó, vừa mới nói vừa quay lại đó thấy không? Rồi, ok. Tiếp tục câu số 134. Được chưa? 134 chọn cái gì đây? Thầy mời ai đây để nhớ coi. Thầy mời đứa nào? Minh Thư chọn gì đây? Cái này cũng dễ mà đúng không? Chọn gì Minh Thư? Ủa Minh Thư đâu rồi? Hay Minh Thư bị ấy rồi? Thôi câu này chọn gì mấy đứa? Bạn nào biết thì nói luôn đi. Nãy giờ bạn nào kiểu kệ không tự tin thì cũng nói luôn đi kệ. Có tiếng là thầy mừng à. Chọn đi. Câu B. Câu B, được chưa? Đó, không có arise by nha mấy đứa, không có arise by. Được chưa? By nó sử dụng khi nào? Khi nó có động từ. By sử dụng khi mà nó có động từ tăng giảm gì đó, có động từ thì mới dùng by. Còn này là danh từ là phải of. Được không mấy đứa? Danh từ là phải of chứ không có by. Được chưa? There was a rise of là có một sự gia tăng 30% trong cái tỷ lệ thất nghiệp. Được chưa? Đó, ổn không các bạn? Đó. Nó ngửa quá. There was a 30% rise. Rồi viết lại a rise of 30%. Sao như mệt vậy? Rồi, câu này cũng dễ ẹt đúng không các bạn? Đó, ups and downs. Rồi các bạn rapid ups and downs in the number of students
Could be observed in June. Thì câu này chọn gì? Đây. C. Được chưa? C hay C hay D? C. Ok, C. Được chưa? Đây là những cái sự tăng giảm nhanh trong cái số lượng mà học sinh số lượng học sinh, cái việc mà số lượng học sinh tăng giảm nhanh đó thì nó có thể được cái observe in June, nó sẽ có thể observe là gì? Có thể được quan sát là gì? Nó có thể xảy ra vào tháng 6. Hiểu mấy đứa? Có thể quan sát là có thể nó xảy ra, là người ta đang dự kiến đó mấy đứa. Mấy đứa hiểu không? Đó thì observe là quan sát, nhưng mà tự nhiên có thể quan sát là gì? Là có thể nó xảy ra, được chưa? Trong tháng 6 có thể dự kiến là cái việc này nó sẽ xảy ra vào trong tháng 6. Được chưa? Đó thì cái này lên xuống thì phải chắc chắn là đang dao động rồi. Nó dao động mạnh mẽ, được chưa? Thì nó fluctuated fly thay vậy rồi đúng không? Thì dao động mạnh mẽ đồng nghĩa với rapid ups and downs, được chưa? Đó, tăng giảm nhanh, được chưa? Là dao động rồi còn gì nữa? Ok, còn change dramatically là gì các bạn? Change dramatically là gì? Là gì các bạn? Thay đổi đáng kể. Dramatic là mạnh đúng không các bạn? Thay vì thầy nói rose dramatically là tăng mạnh đúng không? Rose đó, rose là rose đó, là chứ tăng mạnh, dramatic là tăng mạnh, được chưa? Thầy là khởi từ tăng, thay đổi đáng kể hoặc là thay đổi mạnh, được chưa? Chữ đáng kể thôi, thầy dùng chữ gì? Significant. Significantly đúng không các bạn? Đó, significantly. Ủa nên visa chính tả rồi. Significant chứ. Được chưa các bạn? Rồi. Tiếp tục câu số 130 sao? Chọn gì đây? There was moderate fluctuation in the availability of seasonal produce. Được chưa? Thì câu này chọn gì đây? Chọn gì? Chọn gì? Câu D. Câu D. Chắc chưa? Su chưa? Rồi. Sao biết chọn câu D hay vậy? Chọn câu D hay vậy? Ôi giỏi với ta. Sao biết chọn câu D? Hay là những bài này là giáo viên đã sửa rồi? Vậy moderate mang nghĩa là gì mấy đứa? Moderate mang nghĩa là gì? Biến động. Ông trời ơi, biến động lộn rồi, lộn cái từ biến động rồi em. Moderate tính từ mang nghĩa là gì? Vừa phải. Đúng rồi, vừa phải. Được các bạn, moderate là vừa phải. Ổn ha, đó thì có một cái sự gì đây, sự biến động hoặc là có một cái sự dao động vừa phải. Được chưa? Trong gì đây, trong cái gọi là cái sự có mặt, xong cái gọi là cái availability này, như sự có sẵn là những cái hàng hóa theo mùa, được chưa các bạn? Đó thì phải là product thì phải produce luôn đó, được chưa? Đó ok ha, là kiểu như tồn nó có sẵn trong kho đó các bạn, được chưa? Là có sự biến động nhẹ, được chưa? Đó thì câu này, câu A là gì? Câu A kiểu như nó đã trải qua, được chưa? Experience là trải qua một cái giai đoạn ổn định là tào lao. Rồi nó được gì đây? Recorded là gì? Nó được ghi chép là như nào? Level up là gì mấy đứa? Level up là gì? Thật ra level up y chang như level out vậy mấy đứa. Level up, level out là mang nghĩa là gì? Nó gì? Vậy rồi, level up và level out là gì? Chứng lại hoặc là dịch là ổn định. Thay dịch là ổn định chứ thay dịch là chứng lại. Được chưa? Ổn định như các bạn. Đó, level up gì là ổn định. Được chưa? Đó. Ok, thầy đang có ổn định không Hồng? Được chưa? Đó, tiếp tục. Thầy có gì đây? Moved up. Các bạn nhớ level up trái nghĩa với fluctuate. Level up trái nghĩa với fluctuate. Bởi vì biến động, nó dao động thì chắc chắn nó phải biến động rồi. Một khi biến động thì nó có ổn định không Hồng? Level up là đang ổn định. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi tiếp tục thầy có gì đây? Hardly moved up and down. Hardly là gì? Không đó các bạn. Hardly cứ thấy chữ hardly cái là không. Được chưa? Đó thì nó không gọi là move up thì nó không biến động. Nhưng mà cái này có biến động không? Có biến động nhưng mà vừa phải. Được chưa? Thì câu này là gì? Went through thầy dạy các bạn. Went through như quá khứ rồi. Go through. Go through là gì? Nó trải qua. Nó đã trải qua một giai đoạn biến động. Một giai đoạn kiểu như là bất thường. Các bạn nhớ viết thầy. Erratic. Đó chính tính từ nha. Erratic. Tính từ mang nghĩa là bất thường. Được chưa? Đó. Erratic. Bất thường hoặc là thất thường. Được các bạn. Bất thường hoặc là thất thường. Được chưa? Đó thì ví dụ thầy có thời tiết, ví dụ thời tiết Sài Gòn á, lúc nắng lúc mưa thì gọi là erratic weather, được chưa? Là thời tiết thất thường, được chưa các bạn? Đó, ok ha. Erratic weather là thời tiết thất thường. Đó nè, thất thường này nó đang bị biến động đó, được chưa? Nãy thầy vừa nói fluctuate là biến động, là dao động, là nó đang không ổn định, được chưa? Đó, keep him. Trời, làm mấy cái bài này mà tốn thời gian ghê luôn mấy đứa. Rồi tiếp tục câu 137. 137 chọn gì mấy đứa?
Câu B. Được chưa? Câu 137 vậy là gì? Đó là dân số vùng nông thôn đã tăng gì đây? Tăng chậm từ năm 50 tới năm 90 và nó đã chạm đến đỉnh vào năm 1992. Reach its peak là gì thầy Nghi? Reach là chạm, peak là đạt đến đỉnh đó các bạn. Được chưa? Đỉnh là cao nhất đó, đó các bạn, đỉnh là cao nhất đó, hiểu không? Vậy reach its peak là một cái nghĩa 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 bóng thì mình hiểu là gì? Nó đạt cao, nó đạt đỉnh điểm. Vậy là đạt đỉnh điểm đi cho nó hay. Được chưa? Và đạt đỉnh điểm vào năm 1992. Được chưa? Đó, ổn ha. Thì câu này chọn câu gì? Câu A là gì? Dân số vùng nông thôn nó đã trải qua gì đây? Đó chính là cái xu hướng tăng. Được chưa? Xu hướng có chiều tăng từ năm 50 tới 92 là tào lao, xu hướng tăng chậm mà. Được chưa? Nó tăng chậm mà nó phải là tăng 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 lên đâu, được chưa? Tiếp tục câu B là gì? Là the rural population hit its highest level. Nào, hit its highest level là kiểu như là đạt đỉnh á, vậy là đạt đỉnh cũng được. Đạt đỉnh vào năm 1992, đạt đỉnh cao nhất đó. Đỉnh là đã cao nhất rồi, khỏi còn gì nhất nữa. Được chưa? Sau gì đây? Sau một cái gì? Sau một cái sự giảm sự tăng nhẹ trong vòng 40 năm. Được chưa? Đó nè, 40 năm nè. Chỗ tính ra từ cái này thật là liên quan tới bài viết của mấy đứa. Cái này mấy đứa là thi IELTS thì làm mấy cái bài này đã lắm. Được chưa? Tăng nhẹ nè, a slight increase chứ không. Được chưa? Rồi câu C là gì? Là nó ổn định vào năm 1992 thì có ổn định đâu đâu ra. Level ổn định rồi. Được chưa? Không được. Và câu D là gì? Câu nói chung mấy câu này đã làm rồi thôi nhưng nó khỏi chọn chọn câu đúng rồi thôi khỏi nói mấy câu kia. Rồi có 100 138 chọn gì đây mấy đứa? Câu D để coi thử coi bài này thử coi. The number of unemployed people, lượng người mà thất nghiệp đã gấp đôi giữa năm ngàn hai năm năm này và năm kia. Câu A là gì? Twice as many, không được, phải chọn there were các bạn. There were twice as many unemployed people in cái này as in năm 1900 năm 2005. Câu này nó khó thôi, bỏ đi. Bỏ đi. Được chưa? Rồi, thật ra cái này as in là kể từ các bạn, as in là kể từ năm nào đó. Được chưa? Đó bởi vì vào năm 1900 kể từ năm 2005 á, thôi, câu này khó rồi bỏ. Rồi mấy câu này sao nó khó dữ vậy ta? Thôi chắc là mấy câu này thầy sẽ gửi bài sửa sau nha các bạn, thầy sẽ gửi bài sửa sau. Được chưa? Bạn nào thắc mắc thì hỏi thầy. Được chưa? Bởi vì thầy nghĩ là những cái phần này nó không ra khó tới vậy đâu. Cho nên sợ làm nó tốn thời gian. Cho nên thầy sẽ xử lý những các bạn những cái bài bài viết này, những bài viết mà còn lại. Bài nào ta? Bài này sửa rồi nè. Bài này hình như sửa luôn. Thầy sửa mấy câu sai sai bên dưới lớp B, thầy nhớ câu mà chọn đáp án sai. À hả, để thầy coi cái phần nào ok, phần nào kiểu như là còn. Ủa, cái phần này sửa chưa? Chưa sửa hả? Phần này chưa sửa hả ta? Ủa, thầy mới gửi một chiều đúng không thầy? Ủa, Em cái chưa coi nữa. phần này thầy sửa chưa? Thầy nhớ thầy sửa rồi mà, đúng không? Ủa thôi gì, cái phần này cũng dễ cho nên sửa lẹ luôn nè. Được chưa? The prices of organic products are quite high. That may be discouraging to consumers. Thì câu này chọn sai sai gì mấy nước rẹt rẹt luôn. Thật ra bài này thầy sửa cho mấy lớp kia rồi á, mấy bạn chưa coi thôi. Cái này sai sai chỗ nào? Quá đơn giản. Sai chỗ nào? Ủa? Alo? Dạ con xe. Ở câu C, that thành chữ gì? Dạ Which? Được chưa? Cái giá thành của những cái sản phẩm organic là hữu cơ nó khá là cao. Cái điều này nó có thể là khiến cho đây, khiến cho những nhà tiêu dùng cảm thấy là không muốn mua. Hiểu đơn giản như vậy thôi. Là kiểu như là không khuyến khích người mua. Được các bạn. Thầy có encourage là khuyến khích, và discourage là gì? Đó chính là không khuyến khích. Được chứ? Đó là khiến cho người mua khỏi muốn mua. Được chứ? Rồi tiếp tục câu 2. Bị sai chỗ nào? Câu A. Câu A. To adopt, tại sao em sửa sai câu A Hiếu? Thằng Hiếu này thằng nó gọi là nó đam mê bài sửa ha. Rồi có mấy bạn khi xong nó đam mê với Hiếu đi. Em đang đam mê. Đúng rồi, ngoài ngoài Hiếu giờ tiên này còn mấy bạn khác thì cố gắng là lên tiếng cái này đi. Tại sao adapt? Adapt em nhớ adapt đi theo dưới từ gì? Adapt đi theo dưới từ gì? Vậy có tu không? Không. Ủa, hình như là nếu mà em gọi là nếu mà em sửa thành thì adapt là chắc là quên cái vụ thầy dạy các bạn rồi. Adopt cái gì đó. Hồi bữa thầy dạy các bạn adopt a green lifestyle chưa? Vậy chứ? Vậy rồi. Bạn nào mà coi những video của thầy nó gửi đó. Adopt a green lifestyle thì gì đó chính là nhận, chấp nhận. Được chưa? Đó là nhận nuôi đúng không bạn? Có đây là gì? Nhận kiểu như là bắt đầu, thì gì là bắt đầu đi, để bắt đầu một cuộc sống, một cái lối sống xanh hơn. Được chưa? Để bắt đầu một cái lối sống xanh. Được chưa? Đó thì con đâu có sai đó. Các bạn nhớ đề thi là chấm chấm chấm, chọn thầy chữ ở đó.
được chưa, là nhận được chứ, nhận nuôi, nhận nuôi là mình bắt đầu một cuộc sống mới đó, hiểu không? Rồi thì câu này sai ra sao như nào, nó bị dư một từ đó, thầy nói chỉ dư một từ thôi. B Đúng rồi, câu B. Tự nhiên cái câu này đâu phải là mệnh đề quan hệ đâu, mà quan chỉ hu làm gì, mệnh đề quan hệ thì phải có hai vế, mà cái này có một vế cho mày. Tại vì để ở đây để bắt đầu một cuộc sống, một cái lối sống xanh hơn, thì con người người mà phải đối diện với một số tiện ích đầu tiên, một số cái bất tiện lúc đầu. Ủa làm sao phải có vế phía sau nữa, được chưa? Mà cái này đâu có vế gì đâu, thì câu này một câu đơn giản thì bỏ chữ hu thôi, được chưa? Là để bắt đầu một cái lối sống xanh hơn, thì người ta, ví dụ chúng ta có thể phải đối diện với một số cái bất tiện lúc đầu. Đây là một câu hoàn chỉnh rồi, đây phải là câu câu gọi là câu mệnh đề của quan hệ gì đó, cho nên là tào lao bỏ chữ hu, được chưa? Rồi câu 3 sai chỗ nào luôn, là tất cả những cái trung tâm thương mại, những tất cả những trung tâm mua sắm mà trong huyện tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất thì chọn gì? Sai. Cái này chọn gì? À, con này nhìn không biết sai hả? Cô B à thầy? Ờ, để sửa lại thành gì em? Trân đúng không? Dạ em nghĩ là bỏ đi. Đúng rồi, bỏ đi. Tự nhiên nếu mà mình đều quan hệ thì phải là that gì, that are in the district, là tất cả những cái trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm mà ở trong huyện thị trấn hoặc là ở trong quận, được chưa mấy đứa? Phải là that are, mà rút gọn mình đề, bởi vì cái vế phía sau là gì, vế phía sau là một cái nơi chốn rồi, cho nên mình bỏ đi, rút gọn luôn, được chưa? Hiểu không mấy đứa? Nhanh như vậy thôi, được chưa? Đó quá đơn giản, ok ha. Rồi tiếp tục câu 4, câu 4 cũng dễ ẹt. Câu D. Câu D thì sửa lại thành gì, O thành gì? À, quá đơn giản, được chưa? Mai đã từng làm việc với chúng tôi, nhưng mà anh ấy gì đây, anh ấy đã từng gì đây, anh ấy đã từng cãi lộn với vợ tôi và sau đó nghỉ việc. Các bạn nhớ quit quá khứ của nó vẫn là quit nha, quit 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 cục hai cục ba của nó vẫn là quit, không có quit tịch nha mấy đứa, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 5, charcoal, được chưa? Các bạn nào có biết chữ charcoal là gì không? Charcoal, Thang đá. đúng rồi, than, được chưa? Than đá đó các bạn, than là được rồi, thường người ta than là được rồi, được chưa? Than thì nó như nào đó, nó như nào đó, thì câu này là chọn câu gì này, quá đơn giản, chọn mắt đá quá đúng rồi. Câu B. Đúng rồi, câu B. Thì cái này là liên quan tới dụ mà song hành về 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 ngữ nghĩa, song hành về ngoại ngữ nghĩa, song hành về cấu trúc, được chưa? Thì cái này đang tính từ thì buộc cái này phải tính từ, mà tính từ mà danh từ là tào lao, được chưa? Than đá thì như là không có mùi, không có vị, phải là tasteless, mà đây danh từ là bỏ, được chưa? Và nó có khả năng để gì đó, nó để hấp thụ một cái lượng gì đấy, hấp thụ một cái lượng khí lớn, được chưa? Đó các bạn, absorb là hấp thụ hoặc là hấp thu, được chưa? Hoặc là hút cũng được, ổn ha. Thì câu này sai, sai câu B, phải coi cái dụ mà song hành nha mấy đứa, được chưa? Năm nay thầy nghĩ là về ra câu song hành đó, câu đó là câu quá là dễ luôn. Rồi còn câu nào thầy chỉ sửa, những cái bài này thầy sửa cho ta, hình như là sửa chưa, hình như sửa rồi các bạn đúng không, sửa chưa, chưa đúng không, chưa đúng không? À, chưa nè, thôi sửa luôn đi ha các bạn, sửa những bài này xong là mình nghỉ. Rồi people know that categorizing trash has to recycle waste and protect the environment. They are not willing to do it. Được chưa? Đó thì câu này thì mang nghĩa là gì đấy? Người ta biết rằng á, là mình phân loại rác thải nó giúp gọi tái chế rác thải và bảo vệ môi trường, họ không gì đây, họ không sẵn lòng để làm điều đó, đã chưa? Thầy có category, đó chính là cái hạng mục, thầy dạy chưa? Dạy rồi, category đó chính là hạng mục, cái hạng hoặc cái mục, cái bật cái máy ghê luôn á, được chưa? Và thầy có động từ của nó, đó chính là category, đó chính là phân loại. Đây động từ nha, động từ dấu hiệu là chữ rise nè, được chưa? Phân loại, được chưa? Đó, người ta biết rằng cái việc mà phân loại, tại sao cái này thêm biến, bởi vì cái này là danh động từ, người ta biết rằng cái việc phân loại rác thải giúp, bởi vì là danh động từ suýt giúp là tái chế rác thải và để bảo vệ môi trường, là họ vẫn không sẵn lòng làm điều đó. Thì câu này quá đơn giản, chọn gì đây, rẹt rẹt mấy đứa, coi kỹ nha, coi kỹ coi kỹ coi kỹ mấy bài này. Ô trời ơi, vui quá, chúng đề coi kỹ, chọn gì?
mấy đứa gọi là xôn xáo lên, xôn xôn lên cho thầy đi, có mình Hiếu Dương Tiên với lại Trân à, còn bạn nào nãy giờ xôn xôn nữa coi. Ờ câu A phải không, để ta coi, phân tích từ từ, people know that là cái kiểu giúp protect right, but they are willing. Ờ quá đơn giản được chưa. Câu B là gì, bởi vì họ biết là tào lao rồi được chưa, rồi vì vậy cũng tào lao. Câu D, mặc dù biết, mặc dù biết thì câu này câu D sửa nó sửa thành gì mấy đứa, they are not willing đúng các bạn, mặc dù là biết được chưa thì phải là they are not willing được chưa. Mà mấy đứa hay bị liệu gì, người ta có gì đây, but they are not willing. Ô chết cha, chết luôn thấy chưa, hiểu mấy đứa, dư chữ bớt ổn ha các bạn đó. Ok rồi tiếp tục câu tiếp sờ theo. Câu 2, the government initiated, được chưa, initiate là gì, hồi bữa thầy dạy bạn initiative là sáng kiến được chưa, và thầy có cụm take the initiative đó chính là gì các bạn, đó chính là tiên phong hoặc là khởi xướng được chưa, tiên phong hoặc là khởi xướng thầy dạy rồi, hoặc là trở thành là người đầu tiên, trở thành người đầu tiên là người tiên phong, hiểu không mấy đứa, có cụm take the initiative. Rồi còn động từ là gì, initiate đây là gì, là khởi xướng thôi, bắt đầu được chưa các bạn, nó đồng nghĩa với chữ launch được chưa, là chính phủ đã khởi xướng một chương trình nhằm improve, cải thiện cái chất lượng nước của gì đây, kênh Nhiêu Lộc vài năm trước. It doesn't stink anymore, chữ stink là thầy chưa dạy, chữ stink mang nghĩa là gì mới đó, stink là gì, bốc mùi, hôi. Hôi là thường là tính từ, nhưng mà đối với được stink là động từ nha các bạn, stink là động từ, nó không còn hôi nữa. Thì rõ ràng nó đã khởi xướng một chương trình để cải tạo nước và nó không còn hôi nữa, thì rõ ràng một cái nguyên nhân và một cái kết quả đơn giản, thì chọn câu gì, đẹp đẹp. Câu gì, câu D hay câu B? Câu B. Ờ câu B, Hiếu gì mà nói câu D hả em? Hiếu? Dạ. Ừ là trời, sao mà mặc dù vừa mới nói nguyên nhân kết quả rồi mà sao mà mặc dầu, trời ơi uổng chưa. Được chưa, đó, coi kỹ với Hiếu đó, thấy chưa? Đó cho nên cố gắng coi kỹ thầy nha, nguyên nhân kết quả S bởi vì. Được chưa? Đó nhưng mà nghĩ là một chuyện, nhưng mà phải coi phải coi mò kỹ thầy, những cái bài này mình có khả năng làm được cho nên coi kỹ được chưa, còn những câu khó để đó được chưa mấy đứa, đó coi kỹ ha. Thở canal đây chính là cái kênh, cái kênh Nhiêu Lộc, kênh Nhiêu Lộc nên nó thúi lắm mấy đứa ơi, giờ hết thúi rồi. Để sting này, sting là hôi được chưa. Rồi câu số 3, câu số 3 cũng câu khá là dễ. Renewable sources of energy là những cái nguồn năng lượng tái tạo nên được sử dụng thay thế được chưa, là những tài nguyên thiên nhiên nó đang bị gọi là khai thác ở cái mức độ đây, ở một cái mức độ đáng cảnh báo được chưa, đáng báo động được chưa. Đó thì câu này chọn gì đấy, một cái là nên thay thế, một cái là gì, một cái là năng lượng thiên gọi là nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được khai thác một cách ở khai thác bị khai thác ở mức độ cảnh báo được chưa, thì câu này chọn gì đấy. Ok phân tích kỹ nè, tào lao câu A tào lao rồi nè, bởi vì nên được thay thế, bởi vì tào lao rồi. Câu C, năng lượng thay thế nên được sử dụng, năng lượng tái tạo nên được sử dụng thay vào vậy, thay thế bởi vì, đúng rồi chính xác, đơn giản này chưa, một cái là nguyên nhân và một cái là kết quả được chưa. Đó cái nào kết quả đây, bởi vì được các bạn, là cái nguyên nhân là kết quả, đó chính là cái này. Rồi tiếp tục câu 4, some citizen là một số công dân, các bạn nhớ citizen là công dân, là người dân, một số người dân tin rằng bảo vệ môi trường đó chính là trách nhiệm của xã hội và của các tổ chức, họ không phải hành động, họ không cần phải hành động bởi vì nó không cần thiết, có hiểu không mấy đứa, thì câu này chọn gì, they don't have to take any action, họ không cần phải hành động, chọn gì. Câu A, một số cái kiểu tin rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cái kiểu, vì vậy thì coi thử nha, vì vậy họ không phải hành động, đúng rồi chính xác. Để chơi câu còn B thì như nào, nhưng mà họ không phải hành động là sao, tào lao. Câu C, trừ khi, từ trừ khi là sao tao cũng hiểu. Và câu D, trong khi một số tin rằng, trong khi thì họ không, thì hai cái vế này nó như thế nào đây, để coi kỹ nha. Không được, hai cái vế phải trái ngược nhau, mà hai vế này đâu trái ngược nhau đâu, được chưa, đó nó hơi bị ngược thôi, được chưa các bạn. Đó vì vậy bởi vì họ suy nghĩ như vậy, họ thật ra không ngược, cái này cũng là nguyên nhân kết quả, đúng rồi, cái này nguyên nhân kết quả luôn, được chưa, bởi vì nghĩ rằng là trách nhiệm của cái này, của những cái tổ chức này, cho nên là họ không cần phải làm gì hết, là tào lao rồi, được chưa. Và câu cũng cùi được chưa, các bạn nhớ, không phân hủy sinh học
nên biodegradable là không phân hủy sinh học được. Được chưa? Bởi vì ai cũng biết rồi đó, chính là plastic bags, là những là túi nhựa, là nó gì, nó tốn hàng trăm năm để nó gì phân hủy. Được chưa? Đó, cho nên là gì, nó gọi là non biodegradable, là không gọi là phân hủy sinh học. Được chưa? Đó. Giống như là những cái thực phẩm hữu cơ thì nó sẽ gọi là phân hủy sinh học, nó sẽ biến mất luôn. Được chưa? Còn túi 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 nhựa, túi nó là không. Được chưa? Là gì đây, là những cái túi nhựa thì nó gì, nó không phân hủy sinh học được. Là chưa, là chúng gì nó có hại với môi trường, đặc biệt là đối với gì đây, đó chính là đời sống của gì đây, đời sống là aquatic wildlife, mấy đứa đoán là gì, đời sống sinh vật gì, đúng rồi, sinh vật biển. Mình có aqua, mà aquafina liên quan tới nước, aqua là nó liên quan tới nước nha mấy đứa. Aquatic wildlife là gì, nó đời chính là cái đời sống sinh vật biển. Được chưa? Thì con này quá đơn giản, một cái nguyên nhân và một cái nguyên nhân, một cái kết quả. Được chưa? Đó thì câu này là gì, chọn gì đấy. Nhà B. Còn có ai có đáp án khác không? Bạn nào có đáp án gì chọn thầy nè. Cấu. Cấu. Dạ B thầy. Đúng rồi, B, quá đơn giản. Bởi vì nó như này cho nên nó như vậy. Được chưa? Một là gì đây? Câu B, hai là gì? Plastic bags are non biodegradable, so they are harmful too. Được chưa? Một là chữ so đó đứng giữa, hai là bị khất đứng đầu. Được chưa mấy đứa? Rồi xong ngày hơn.